Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Truyền thông Tây Nguyên. Sư Thích Minh Tuệ, làn gió mới cải tạo Phật giáo hay kẻ dị biệt bị chê bai? Kính thưa quý vị, trong giai đoạn hiện tại, tu sĩ Minh Tuệ đã thổi một làn gió mát đầy năng lượng đến các Phật tử. Làn gió ấy làm cho môi trường đang bị uế tạp của Phật giáo được trong hơn, sạch hơn. Tất cả các sư sãi, người tu hành chân chính đều tán tụng những hành trì mà tu sĩ đã mang đến, mặc dù chưa phải là chân lý cuối cùng, nhưng sẽ là sự mở màn hoàn hảo của sự chịu khổ và khởi duyên những hạnh nguyện nhân tâm của một người tu hành chân chính. Chỉ có những người giả tu hoặc tu chưa đến nơi đến chốn, chưa thoát được tham sân si thì mới có những lời lẽ chê bai hoặc xúc phạm đến tu sĩ. Đúng là anh ấy đang trên con đường học đạo, nhưng con đường ấy là chính đáng. Chân lý ấy rất rõ ràng, không bị phụ thuộc, không bị ràng buộc bởi bất kỳ một tổ chức hay một nguyên tắc nào của giáo hội. Anh ấy là sư của các Phật tử chân chính. Mọi chức danh đại đức, thượng tọa, thậm chí là hòa thượng chỉ là chức danh của giáo hội. Nó không đại diện cho sự chân tu đắc đạo của cái chức danh ấy. Mọi bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ hay cao hơn nữa, không đại diện cho tấm lòng của người tu hành đối với Phật tổ. Nó chỉ là hành trang của sự tham vọng quyền lực, địa vị ở một nơi mà những điều đó lại không còn là giá trị đích thực. Khi nhà sư còn háo danh bằng cấp và chức vụ, địa vị hay tiền bạc, thì nhà sư đó không đủ phẩm chất của một nhà tu hành chân chính, không đáng để được gọi là thầy tu và không xứng đáng khoác lên mình tấm áo tu hành. Bản chất của Phật giáo là buông xả, nhưng những nhà sư lại níu kéo những địa vị, danh vọng và tiền bạc thì há chẳng phải là tham ư? Họ lao vào chê bai Minh Tuệ, thậm chí nói đó không phải là tu, vì Phật chọn trung đạo chứ Phật không ủng hộ thực hành những hạnh đầu đà. Vậy họ có sân không? Họ mê đắm sắc dục, thích ngồi ngay đẹp, thích ở chùa to, thích mặc áo đẹp, thích đeo tràng hạt và trang sức đắt tiền, thích đi xe sang. Vậy họ có si không? Cái giáo lý buông xả, tận diệt cái khổ mà họ hàng ngày lên lớp cho Phật tử, thì chính họ đang vướng vào. Vậy họ có còn là nhà tu hành chân chính nữa không? Có lẽ Phật tử tự trả lời. Thay vì ủng hộ và lan tỏa những gì mà Minh Tuệ đã làm và đang làm, đáng lẽ coi đó là một điểm nhấn, điểm sáng của sự tu hành, lấy điểm sáng làm hạt nhân, nòng cốt để phát triển đạo Phật, thì chính họ, những cái tên đình đám trong giáo hội Phật giáo, lại đang cản trở, đang làm mất đi niềm tin và tính minh triết của Phật giáo trong lòng các Phật tử. Họ thiếu chính kiến khi lao theo đám đông chỉ trích chê bai Minh Tuệ. Họ thiếu tư duy khi cho rằng cách mình tu mới đúng, cách người khác tu là sai. Họ không chính ngôn khi phát biểu và nói những lời thiếu suy nghĩ, thiếu học thức. Họ không chính nghiệp khi họ đang làm những việc xấu xí trong chính ngôi chùa họ tu. Họ không chính mệnh khi họ nói và làm không đúng với giáo lý nhà Phật, thiếu đi lương thiện trong chính họ. Họ thiếu tinh tấn vì họ bảo thủ trì trệ trong cách suy nghĩ và hành động. Họ thiếu chính niệm, thay vì họ ủng hộ những vị chân tu như Minh Tuệ, thì họ lại bất an, bất nhã, bất bình với những gì mà Minh Tuệ đang làm. Họ thiếu chính định vì họ chưa thể thoát khỏi dục vọng, chưa thoát được ác ý, ác khẩu, chưa đạt được từ bi hỷ xả. Vậy họ đã thoát khổ chưa? Thay vì ủng hộ và lan tỏa những gì mà Minh Tuệ đã làm và đang làm, đáng lẽ coi đó là một điểm nhấn, điểm sáng của sự tu hành, lấy điểm sáng làm hạt nhân nòng cốt để phát triển đạo Phật, thì chính họ, những cái tên đình đám trong giáo hội Phật giáo, lại đang cản trở, đang làm mất đi niềm tin và tính minh triết của Phật giáo trong lòng các Phật tử. Họ thiếu chính kiến khi lao theo đám đông chỉ trích chê bai Minh Tuệ. Họ thiếu tư duy khi cho rằng cách mình tu mới đúng, cách người khác tu là sai. Họ không chính ngôn khi phát biểu và nói những lời thiếu suy nghĩ, thiếu học thức. Họ không chính nghiệp khi họ đang làm những việc xấu xí trong chính ngôi chùa họ tu. Họ không chính mệnh khi họ nói và làm không đúng với giáo lý nhà Phật, thiếu đi lương thiện trong chính họ. Họ thiếu tinh tấn vì họ bảo thủ trì trệ trong cách suy nghĩ và hành động. Họ thiếu chính niệm, thay vì họ ủng hộ những vị chân tu như Minh Tuệ, thì họ lại bất an, bất nhã, bất bình với những gì mà Minh Tuệ đang làm. Họ thiếu chính định vì họ chưa thể thoát khỏi dục vọng, chưa thoát được ác ý, ác khẩu, chưa đạt được từ bi hỷ xả. Vậy họ đã thoát khổ chưa? Những nhà sư thầy chùa như thế có còn đáng để tin cậy nữa không?
Người không cần đi tu làm sư trong chùa vẫn thành Bồ Tát. Người không tụng kinh hàng ngày, gõ mõ vẫn thành nhà hiền triết Phật lý. Người không cần đến chùa vẫn có Phật trong tâm. Người không cần bằng cấp, danh xưng mà vẫn được dân tôn kính. Đó mới là chân lý để sống, hỡi những nhà sư đang thiếu đi sự giác ngộ. Phật tử cũng đừng vì ân tình, nề trọng mà tự mình đánh mất Phật tính của chính mình. Theo Phật mà suốt ngày thị phi, khẩu thiệt trên mạng và tại nơi đang tu hành, thì còn đâu là Phật tính. Mình đừng bao giờ biến mình thành kẻ lừa đảo của chính mình. Đừng bao giờ tự sướng với cái tư duy thấp é của mình mà không dám nhìn vào vũ trụ bao la đang ôm trọn cả thể xác và tâm hồn của mình. Hãy tỉnh thức và khôn khéo trong sự biến hóa của vạn vật. Những nhà sư thầy chùa như thế có còn đáng để tin cậy nữa không? Người không cần đi tu làm sư trong chùa vẫn thành Bồ Tát. Người không tụng kinh hàng ngày, gõ mõ vẫn thành nhà hiền triết Phật lý. Người không cần đến chùa vẫn có Phật trong tâm. Người không cần bằng cấp, danh xưng mà vẫn được dân tôn kính. Đó mới là chân lý để sống. Hỡi những nhà sư đang thiếu đi sự giác ngộ. Phật tử cũng đừng vì ân tình, nể trọng mà tự mình đánh mất Phật tính của chính mình. Theo Phật mà suốt ngày thị phi, khẩu thiệt trên mạng và tại nơi đang tu hành thì còn đâu là Phật tính. Mình đừng bao giờ biến mình thành kẻ lừa đảo của chính mình. Đừng bao giờ tự sướng với cái tư duy thấp bé của mình mà không dám nhìn vào vũ trụ bao la đang ôm trọn cả thể xác và tâm hồn của mình. Hãy tỉnh thức và khôn khéo trong sự biến hóa của vạn vật. Phật giáo với cốt lõi là từ bi và buông xả, luôn kêu gọi con người tìm đến chân lý và giải thoát. Hành trình của tu sĩ minh tuệ, dù có khó khăn và khổ hạnh, là một minh chứng sống động cho tinh thần này. Anh ấy đã chọn con đường độc đạo, không bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc của giáo hội, để thể hiện lòng thành kính và sự tôn sùng đối với Đức Phật. Minh Tuệ không cần những danh hiệu hay bằng cấp để chứng minh sự đắc đạo của mình. Những gì anh ấy đang làm là sống theo đúng tinh thần của Phật giáo, giản dị, khiêm nhường và không dính mắc vào vật chất. Những hành động của anh ấy là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về giá trị thực sự của sự tu hành. Không phải là những hình thức bên ngoài, mà là sự thanh tịnh và giải thoát bên trong. Những lời chê bai và chỉ trích từ những người tự nhận là tu hành nhưng lại không sống đúng với giáo lý của Đức Phật chỉ là sự phản ánh của lòng đố kỵ và thiếu hiểu biết. Những nhà sư chân chính, những người thực sự hiểu và sống theo giáo lý của Đức Phật sẽ luôn nhận ra và tôn trọng sự nỗ lực và tâm huyết của Minh Tuệ. Họ sẽ thấy được trong anh ấy một tấm gương sáng, một người đã dám bước đi trên con đường đầy chông gai để tìm kiếm sự giải thoát và chân lý. Phật tử chúng ta, thay vì chỉ trích và chê bai, hãy học cách biết ơn và tôn trọng những người như Minh Tuệ. Họ đang dạy cho chúng ta một bài học quý giá về sự kiên trì và lòng thành kính. Hãy đứng bên lề đường, chắp tay trang nghiêm và gửi đến họ những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Hãy để họ cảm nhận được rằng, trong hành trình gian khó của mình, họ luôn có sự ủng hộ và tôn kính từ chúng ta. Chúng ta cũng cần phải tự vấn bản thân, liệu mình đã sống đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy hay chưa? Liệu mình đã thực sự buông xả, đã thực sự sống trong sự từ bi và khiêm nhường hay chưa? Đừng để những lời chê bai và chỉ trích làm mờ đi sự giác ngộ và lòng từ bi trong chúng ta. Hãy để ánh sáng của Phật Pháp soi đường, giúp chúng ta tìm đến chân lý và giải thoát. Minh Tuệ, với những bước chân khổ hạnh của mình, đang nhắc nhở chúng ta về giá trị thực sự của sự tu hành. Anh ấy đang sống một cuộc đời giản dị nhưng đầy ý nghĩa, một cuộc đời mà mỗi bước chân đều là sự thực hành và cống hiến. Chúng ta hãy biết ơn và tôn trọng anh ấy, không chỉ vì những gì anh ấy đã làm, mà còn vì những gì anh ấy đang dạy cho chúng ta về giá trị thực sự của sự tu hành. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, sự vật chất và danh vọng dễ dàng làm chúng ta lạc lối. Những hình thức bên ngoài, những danh hiệu và bằng cấp không phải là thước đo của sự tu hành. Sự tu hành thực sự đến từ bên trong, từ sự giải thoát và thanh tịnh trong tâm hồn. Sư Minh Tuệ đang sống một cuộc đời giản dị nhưng đầy ý nghĩa, một cuộc đời mà mỗi bước chân đều là sự thực hành và cống hiến. Phật tử chúng ta hãy học cách biết ơn và tôn trọng những người như Sư Minh Tuệ. Họ đang dạy cho chúng ta một bài học quý giá về sự kiên trì và lòng thành kính. Hãy đứng bên lề đường, chắp tay trang nghiêm và gửi đến họ những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Hãy để họ cảm nhận được rằng,
Trong hành trình gian khó của mình, họ luôn có sự ủng hộ và tôn kính từ chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy luôn nhớ rằng sự tu hành không phải là điều gì đó xa vời hay phức tạp. Nó đến từ những hành động giản dị hàng ngày, từ sự từ bi và lòng kính trọng đối với mọi người xung quanh. Hãy để ánh sáng của Phật Pháp soi đường, giúp chúng ta tìm đến chân lý và giải thoát. Hãy biết ơn và tôn trọng những người như Minh Tuệ, những người đang dạy cho chúng ta về giá trị thực sự của sự tu hành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.